Chiều ngày 4 tháng 8, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thông tin vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng nữ chuyên cung cấp, phân phối ma túy loại cần sa và cỏ mỹ số lượng lớn cho các con nghiện, các cơ sở ăn chơi tại thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, trưa ngày 4 tháng 8, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà và Công an phường Thọ Quang đột kích vào căn hộ 103, chung cư A4, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, khống chế đối tượng H, 51 tuổi, ngụ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, cùng một đối tượng khác đang chờ mua ma túy. Công an phát hiện ở trong phòng có đối tượng Mai Thị Hường, 54 tuổi, chủ căn hộ 103, đang phân lẻ các gói ma túy dạng cỏ Mỹ. Tại hiện trường, công an thu giữ 45 gói ni lông bên trong chứa thân, lá cây thảo mộc khô là ma túy dạng cỏ Mỹ, 15 vỏ bao ni lông màu vàng có in dòng chữ Made in Australia, chưa sử dụng và nhiều tang vật khác liên quan. Bước đầu, Hường khai nhận tất cả các gói ni lông chứa thân, lá thảo mộc trên là ma túy dạng cỏ Mỹ và số cần sa trên được Hường mua ngày 2 tháng 8 của một nam thanh niên không rõ lai lịch, đem về cất giấu, chia nhỏ lẻ thành từng gói để bán cho các đại lý và bán lẻ để kiếm lời.